Tổng cục Hải quan cho biết trị giá nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 5 đạt 1,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9% tương ứng tăng 223 triệu đô la Mỹ so với tháng trước. Trong đó, trị giá nhập khẩu sắt thép các loại là 1,13 triệu đô la Mỹ, tăng 17,9% với sản lượng 1,55 triệu tấn, tăng 20,6% so với tháng trước. Lũy kế năm tháng năm 2024, cả nước đã nhập khẩu 7,48 tỷ đô la Mỹ sắt thép các loại, tăng 26,3%, tương ứng tăng 1,56 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2023 và xấp xỉ với mức nhập khẩu của năm tháng 2022. Trong đó, lượng nhập khẩu sắt thép các loại là 6,92 triệu tấn, tăng 50,15 với trị giá là 5,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu sắt thép các loại từ các thị trường chính Trung Quốc đạt 4,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2022. Hàn Quốc đạt 735 triệu đô la Mỹ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Hiệp hội Sắt thép Việt Nam VSA, với đà phục hồi hiện nay, dự báo sản xuất thép thành phẩm năm 2024 có thể đạt 30 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2023, nhưng sự phục hồi này không chắc chắn, doanh nghiệp thép còn gặp nhiều khó khăn.